Cho nên thầy không uống nghiêm thuốc bổ. Trưởng lão Thích Thông Lạc. Cho nên sóng gió là mặt sóng gió, nhưng mà cái người có vượt nổi sóng gió hay không thôi. À, mà thầy thì làm gì sóng gió nhận thầy được. Em mà con thấy thầy cực quá, dù sáng thì ra thì phải sắp xếp cho thợ rồi lớp thì cô Trang vô hỏi rồi tiếp khách rồi thầy viết sách, thì nó phải có một cái hệ thống phân công. À, thì bây giờ nó lại có một số người phân công, người lo nhà bếp nè, người lo đi chợ nấu ăn nè, rồi người lo sắp xếp thợ, thì tự dưng hỏi làm cho thầy bớt giảm xuống, bây giờ thầy còn ngồi một phần thôi. Ngọn phần soạn những cái gì cần thiết, cái những cái gì mà thầy viết á, là tại vì con người chưa có hiểu biết cho nên thầy mới viết. Bây giờ thầy viết là cái gì mấy con chưa hiểu biết để bồi dưỡng cho sự hiểu biết của mấy con tăng lên. Hồi nào tới giờ mấy con hiểu á, con mỗi con người đều có linh hồn, thầy bồi dưỡng cho cái sự hiểu biết của con á, con người còn không có linh hồn, cho nên bây giờ các con mới hiểu rằng con người không có linh hồn thật sự. Đó là những cái mấy con chưa hiểu biết, thầy viết để cho mấy con hiểu biết những cái mà Phật giáo từ lâu bây giờ mấy con hiểu như vậy, bây giờ thầy dạy cho mấy con hiểu nó không phải như vậy nữa. Tức là cái mấy con chưa hiểu thầy dạy, chứ thầy không có dạy mà cái mấy con đã hiểu rồi. Các con hiểu không? Thường thường họ người ta viết kinh sách Phật đó, là những cái mà người ta đã lặp đi lặp lại nhiều lần ai cũng biết, mà chỉ cứ biết hoài có bao nhiêu đó thì nó không hay. Còn thầy những cái gì mà mấy con chưa hiểu của Phật giáo thì thầy viết ra cho mấy con hiểu, làm cho cái tri kiến của mấy con nó dồi dào hơn trong cái sự hiểu biết. Các con hiểu chưa? Cho nên đọc sách thầy chứ nó bồi dưỡng cái tri kiến của mấy con ghê lắm đó, chứ không phải gần từ cái chỗ không biết nó sẽ biết, có vậy thôi. Cho nên mấy con yên tâm đi, thầy có bổn phận là làm cho cái tri kiến của mấy con càng lớn, càng tiến bộ, càng văn minh hơn nữa. Chứ đâu có gì mà ngồi đây mà gõ mõ tụng kinh hoài. Thầy thưa thầy, chị Út này là bạn của chị này lâu năm, mà chỉ là đệ tử của thầy Linh Tường lâu năm rồi, 30 năm. Vậy tốt, có sao đâu. Cái thầy cũng đệ tử Hòa Thượng Tịnh Tử chứ bộ. Mà bây giờ mới nghe được pháp thầy thì cũng có đủ duyên đó. Tự nhiên rồi cô có chuyện này chỉ kể chị con nghe đó, đủ duyên cái cũ mời đi luôn. Chứ đúng ra tụi con chỉ có hai chị em đi thôi. À, đúng, đó là cái duyên thôi chứ gì. Hồi nay con gặp thầy, gặp một ông già 82 tuổi, phải không? Nhưng mà luôn luôn nãy giờ mấy con thấy thầy luôn luôn nụ cười trên môi, không có cái gì mà làm thầy buồn được đó. Mà không có bệnh đau gì mà dám xâm chiếm thân của thầy. Như vậy là mới tu chứ, tu bệnh nó xâm chiếm, nó nhức cái này đau cái kia, đi nằm nhà thương là thầy nhất định thà chết đi chứ không có làm đệ tử của Phật cái kiểu này được. Bởi vì đạo Phật phải làm chủ sinh già bệnh chết, mà mình đệ tử của Phật mà cứ đi vô nằm nhà thương bác sĩ trị bệnh mình thì thấy mà bác sĩ mình thấy nhục quá. Cho nên đối với thầy nhất định chết bỏ chứ, làm chủ được sự sống chết, chứ còn đau bệnh mà đi vô nhà thương bác sĩ mà trị bệnh thầy thì thôi ngày không. Cho nên thầy không uống nghiêm thuốc bổ. Mấy con cho những trái cây này kia ăn, bây giờ trưa ăn bữa thôi. À, nước mấy con ăn xưa rồi vậy đó thì uống thôi. Đúng giờ, tới giờ đã ăn rồi thôi. Quan con quay giờ không ăn uống để cho nó nghỉ ngơi, cho nó khỏe. Ăn uống nó cũng làm việc. Mình cứ vô sự không làm việc thì khỏe hơn là ăn uống. Nhưng mà vì còn cái thân tứ đại phải ăn uống trong một bữa, nó là cực lắm đó chứ. Ăn phải nhai phải nuốt chứ đâu phải ngồi không được, cũng cực lắm. Còn mấy con thấy ăn nó nghe nó ngọt, nó ngon, nó thích. Chứ còn đối với thầy là một cái hành hạ, hay nó thật sự mấy con người tu chứng rồi, không có cái dục nào mà cám dỗ họ được. Cho nên về ăn uống họ thích đâu. Nhưng mà nuôi cái thân này để còn cái duyên gặp mấy con, chứ không khéo nó đi vào những bàn rồi nó bỏ rồi. Nó đâu có cần cái thân. Thì cái thân này nó vô thương.